lại quý vị khách hàng của Asiashop. Và thưa tất cả quý vị, hẳn nhiên một chiếc bếp điện thì không còn xa lạ với quý vị khách hàng nữa. Và chiếc bếp điện với những cái dây điện trở ngày xưa bây giờ chắc chắn sẽ hiện đại hơn, với những công nghệ mới hơn được thiết kế chắc chắn đẹp mắt hơn và mang lại cái sự an toàn cho tất cả quý vị. Và đặc biệt là với những cái người truyền thống thì Thanh Trang hiểu rằng chúng ta không muốn thay đổi quá nhiều với những cái vật dụng trong không gian bếp nhà mình, đúng không quý vị? Một chiếc bếp điện ai cũng hiểu là nó nấu ăn rất là nhanh. Và ngày hôm nay chúng tôi mang tới một chiếc bếp điện hiện đại hơn quý vị nha. Và thiết kế thì vô cùng nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian, đặc biệt là những cái không gian nhỏ hẹp. Thưa tất cả quý vị, ngày xưa thì quý vị biết là cũng chỉ là một chiếc bếp điện với những cái dây thanh điện trở thôi. Nhưng mà với cái sự hiện đại của nó là sự kết hợp của cả hai bếp luôn quý vị nha. Cả hai bếp luôn. Và như vậy mình rất là dễ dàng nấu ăn nhanh hơn, nấu ăn nhiều hơn. Và đặc biệt là các phù hợp với các bạn sinh viên nè, phù hợp với nhân viên văn phòng ở trọ nè, rồi những cái hộ gia đình mà luôn luôn thay đổi cái không gian nhà của mình nè, rồi những cái bạn mà sắp cưới chẳng hạn. Chắc chắn là với chiếc bếp điện đôi như thế này sẽ giúp cho quý vị vào bếp cảm thấy nhiều niềm vui và hứng khởi hơn. Chính vì vậy mà ngay bây giờ đây, quý vị lại tiếp tục đến với không gian bếp của Asiashop quý vị nha, gặp gỡ với Cẩm Tú chia sẻ với quý vị nhiều hơn về dòng sản phẩm bếp điện đôi ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị Thanh Trang. Và mình để xem là với chiếc bếp điện đôi này á, tại sao nó lại phù hợp với lại những cái không gian nhỏ hẹp như vậy. Thì ngay bây giờ thì Cẩm Tú sẽ đo cho quý vị thấy về cái kích thước của chiếc bếp điện đôi của chúng ta quý vị nha. Về cái chiều dài của chiếc bếp thì là 43cm thưa quý vị. Yeah. 43cm. Còn cái bề rộng á thì quý vị thấy rằng là chỉ có 22cm thôi. Đó, mà tới hai bếp điện đôi. Thành thử là cùng một lúc thì quý vị có thể là nấu tới hai cái món ăn. Mình tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Còn về cấu tạo thì như thế nào? Đó, đầu tiên thì chúng ta cũng thấy được là bếp thì rất là nhỏ gọn luôn, tiện lợi luôn. Còn về cái mâm nhiệt thì quý vị ơi, mâm nhiệt được làm bằng cái chất liệu là bằng gan. Thành thử ra là, nhưng mà còn với cái công suất là tới 1000W lận. Cho nên là chúng ta sẽ nấu nướng rất là nhanh, rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều luôn. Và với một cái bề mặt của bếp á, thì được làm bằng thép. Bằng thép như vậy đó thì quý vị khi mà chúng ta mình nấu nướng nè thì mình dễ vệ sinh, mình lau chùi, mình cảm thấy là tiện lợi, nhanh chóng, thì cái cảm hứng mình nấu ăn nó nhiều hơn thưa quý vị. Như vậy thì với cái bếp này thì lúc này đây thì chúng tôi tin chắc rằng là quý vị cũng đang rất là nóng lòng để sở hữu. Thì mức giá như thế nào ạ? Mức giá thì không thể rẻ hơn nha quý vị. Mức giá hiện tại trên thị trường thì quý vị ơi tới 999.000 đồng ạ. 999.000 đồng. Nhưng mà trong khung giờ đang phát sóng thì quý vị được giảm lên tới là 300.000 đồng. Như vậy là chúng ta sẽ được mua bếp điện đôi với mức giá là 699.000 đồng, rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà bên cạnh cái sản phẩm này á thì còn có một cái phần quà cực kỳ hấp dẫn mà Cẩm Tú nghĩ rằng là ngay lúc này đây quý vị rất là muốn biết đó là một cái phần quà gì, phải không nào? Dạ, mức giá 699.000 đồng thì chắc chắn ai cũng mong muốn sở hữu rồi, đúng không quý vị? Và bên cạnh đó, một đơn hàng thành công thôi là quý vị sẽ được tặng kèm ngay, đó chính là bộ dao thép 8 món luôn quý vị nha, 8 món luôn quý vị ạ. Mà trị giá đã lên tới 300.000 đồng rồi. Quý vị thấy nó vô cùng hiện đại, nó vô cùng tiện ích. Là vì sao ạ? Nó thêm có cái hộp đựng như này rất là ngăn nắp, rất là gọn gàng. Mình sử dụng xong rồi mình cất giữ đi nè. Như vậy thì cái thời gian mình bảo quản, mình sử dụng nó cũng lâu dài hơn. Điều đặc biệt là ngày hôm nay mình không cần phải mua mà chúng tôi tặng cho quý vị. Thì quý vị mua bếp điện đôi quý vị nha. Và quý vị thấy đó, dao 8 món, vâng. Quý vị ơi, quan sát thật kỹ nha, bộ dao 8 món ngày hôm nay quý vị ạ. Điều đầu tiên Thanh Trang muốn chia sẻ với quý vị đó quý vị ơi. Đây, với những cái con dao này là với những nhiều kích cỡ khác nhau quý vị nha. Nhiều kích cỡ khác nhau quý vị ạ. Đây, nói có sách mắt có chứng cho quý vị thấy rõ luôn ha. Đó, hai con dao nè quý vị, hai con dao nhọn nè. Tuy nhiên nó cũng dài và ngắn khác nhau. Mình có thể thái rau củ quả và đôi khi là ngay cả trái cây đó quý vị cũng rất là dễ. Và cái điều đặc biệt là rất là sắc bén luôn quý vị nha. Rất sắc bén luôn đó quý vị thấy không? Quý vị biết là với những cái bề mặt trơn như cà chua như thế này nha, những cái con dao nào mà nó đã quá cùn đó quý vị thì chắc chắn là mình không thể nào mà mình cắt gọt được đâu. Nhưng ngày hôm nay là dao mới mà mình lại không cần phải mua nữa. Đó, rất là sắc bén luôn mà quý vị ha. Những cái dao cũ đó quý vị biết không? Đúng là rồi. Nó sẽ có ra ten chẳng hạn nè. Thì đúng. Mình cắt thái thức ăn thì rất là nguy hại khi mà nó phải bám vào trong cái thức ăn của mình. Vậy thì ngày hôm nay đây là một cái phần quà tặng mà nó rất là hấp dẫn luôn. Nhà nào cũng phải cần, nhà nào cũng phải có để mà chúng ta chế biến ra món ăn trong cái không gian bếp nhà mình đó quý vị. Rồi đúng rồi đó quý vị. Đó, những con dao như thế này nè, rất là tiện đúng không quý vị? Mỗi một con dao nó đều có những kích cỡ cũng như có nhu cầu sử dụng khác nhau quý vị.
Điều đặc biệt nữa là tặng kèm cho quý vị luôn là một cái cây rũa mài như thế này đó. Nếu như ở nhà quý vị mình có những cái con dao nó đã quá cùn rồi, hôm nay mình không phải mua, chúng tôi tặng kèm cho quý vị cây rũa mài như thế này để quý vị dễ dàng quý vị sử dụng những cái con dao đã quá cũ nhà quý vị. Và cái điều đặc biệt là ngày hôm nay chúng tôi còn tặng kèm cho quý vị nữa quý vị ha. Và bên cạnh đó chúng tôi chia sẻ thêm là trong cái bộ sản phẩm ngày hôm nay là có thêm đó chính là một con dao để mình chặt, mình thái những cái thực phẩm cứng như là sườn chẳng hạn. Đó quý vị ơi, wow, đó, rất chặt là cái nào mẽ. Đúng rồi, cái nào cứ lấy nó đứt ra luôn ha quý vị ha, rất là yên tâm để quý vị có thể sử dụng ngay tại nhà của mình như thế này. Đó, chặt thịt gà hay là thịt vịt đó quý vị nha, thì chắc chắn là với những con dao như thế này ngày hôm nay là chúng tôi tặng kèm cho quý vị rất là chắc chắn như thế này luôn quý vị ha. Sắc bén. Đúng rồi, rất là sắc bén quý vị ơi. Thái cũng dễ luôn quý vị nha. Một cái là được luôn đó quý vị thấy không? Thường mà để chặt những cái phần thịt cứng như vậy là chúng ta phải mua riêng một cái con dao. Đúng để rồi. Mà có thể là chế biến những cái món ăn như là xương đúng. Hầm nè, rồi những cái món rau củ quả mà có những cái phần xương cứng. Đó quý vị thấy không? Với chiếc dao trong cái bộ quà tặng tới 8 đúng món rồi. Thì quý vị đã có thể là mình chế biến rất là nhiều những cái món ăn, từ những cái món cứng nè, rồi những cái món rau củ quả hay là chúng ta thái thức ăn gì đó thì nó rất là nhanh chóng đúng. Luôn. Đó mà chúng ta tiết kiệm được một cái phần chi phí kha khá cho gia đình của mình nữa. Dạ đúng rồi. Quý vị và các bạn thân mến, đó bây giờ mình thái rau, mình sơ chế thực phẩm xong rồi đúng không quý vị? Đó, chỉ cần đơn giản là mình chuẩn bị cái bếp và sau đó là mình nấu mà thôi. Quý vị ơi, Trang nghĩ rằng là với cái bộ sản phẩm quà tặng ngày hôm nay nó quá thiết thực đi quý vị ạ. Nó rất là tiện lợi, chính vì vậy mà chắc chắn quý vị đã yêu thích rồi. Nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài quen thuộc của chúng tôi để đặt ngay một cái đơn hàng, đó chính là bếp điện đôi quý vị nha. Với cái bộ sản phẩm bếp điện đôi ngày hôm nay đó quý vị thì chúng ta sẽ được tặng kèm ngay đó chính là bộ dao thép 8 món quý vị nha. Quà tặng trị giá lên tới 300.000 đồng đó quý vị ạ. Nhưng ngày hôm nay mình không cần phải mua, chúng tôi tặng kèm cho quý vị đó quý vị ơi. Chính vì vậy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài quen thuộc đang hiển thị trên màn hình quý vị ạ. Và bên cạnh đó quý vị có thể truy cập vào website asishop.net.vn đặt hàng trực tuyến. Quý vị ở đâu 63 tỉnh thành trên toàn quốc, Asishop giao hàng tận nơi, hoàn toàn miễn phí cho quý vị khách hàng. Bếp điện đôi BD 111 công suất 2000W, dễ dàng nấu trên các loại nồi, nồi đất, nồi kim loại hay nồi thủy tinh, không gây bức xạ nhiệt, gây nóng bức khó chịu khi nấu, kích thước nhỏ gọn 47cm x 22cm, phù hợp mọi không gian bếp nhỏ hay nhà trọ chật hẹp, không rò rỉ gây cháy nổ nguy hiểm, giải pháp an toàn cho không gian hẹp. Kiểu dáng sang trọng phù hợp đặt trên bàn tiệc hay bàn khách để nấu trà, sản phẩm bảo hành 1 năm nếu bị lỗi kỹ thuật. Bạn đang cần một giải pháp nấu nướng thật tiện dụng, thật nhỏ gọn và phù hợp mọi không gian và hoàn cảnh khác nhau. Bếp điện đôi BD 111 là sự lựa chọn phù hợp nhất. Ngay bây giờ, mua ngay bếp điện để hưởng chương trình ưu đãi nhất từ AZShop. Mua một bếp điện đôi công suất 2000W giá 999.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng chỉ còn 699.000 đồng. Tặng kèm ngay một bộ dao thép 8 món, gồm dao lớn sắc bén, dao chặt xương cỡ lớn, có dao thái sắc bén, một dao răng cưa tiện dụng, hai dao tỉa đa năng, một rũa mài, một kéo đa năng và một ống dao tiện dụng. Chương trình bán hàng chỉ có trong thời gian quảng cáo, hãy nhanh tay đặt hàng. Tin vui bất ngờ, mua một tặng một chỉ với 699.000 đồng. Wow, mua một được 9 món sản phẩm chất lượng, hãy mua ngay tại AZShop. Ngay lúc này đây thì chắc hẳn là quý vị cũng nóng lòng không biết là bếp điện đôi sẽ hoạt động cũng như là có những ưu điểm gì phải không nào. Và quý vị ơi, với cái công suất là 1000W ở hai cái bên mâm nhiệt như vậy đó thì cái món ăn của mình sẽ được gia nhiệt là nhanh hơn nè, tiết kiệm được thời gian hơn. Mà ngay bây giờ thì quý vị sẽ cùng với lại Thanh Trang và Cẩm Tú chế biến một cái món ăn rất là hay gặp ở nhà của mình ha quý vị nha. Đây đó, xào. Cái món xào thì là cái món ăn mà rất là quen thuộc ở gia đình của mình đó quý vị thấy không ạ. Vừa mới bỏ dầu vào thôi là với cái nhiệt độ mà quý vị có thể là tùy chỉnh từ 1 tới 5, tức là 1 là thấp nhất cho tới 5 á, là quý vị thấy không ạ, đã dầu đã nóng lên rồi. Đó, rất là nhanh chóng luôn và rất là thơm luôn ha quý vị ha. Mâm nhiệt á, thì làm bằng chất liệu là gan, thành thử ra là gia nhiệt, dẫn nhiệt cũng nhanh chóng và tiết kiệm được thời gian rất là nhiều luôn. Đó, bây giờ là mình sẽ cho được cái món ăn vào. Đây. Đó, quý vị thấy không ạ, ở nhà của mình thì món xào, món chiên thì mình hay rất là sử dụng luôn đó. Thì bây giờ quý vị có thể là điều chỉnh cái nhiệt độ ở cái phần nút vặn ở phía bên dưới đây ạ. Đây, quý vị thấy không ạ, bây giờ Cẩm Tú sẽ chỉnh ở mức độ cao nhất ha, để món ăn của mình nó sẽ được cái sự tươi và cái màu sắc nó đẹp hơn quý vị nha. Đó. Đây, lúc này thì món ăn bắt đầu đã săn lên rồi đó chị Thanh Trang ạ. Đó, mực của mình bắt đầu đã săn lên và chín rất là nhanh, rất là nóng luôn. Dạ, quý vị thân mến, với cái công suất là 1000W với cái mâm điện này, Thanh Trang nghĩ rằng là
chúng ta dễ dàng thực hiện rất nhiều những cái món ăn một cách rất là nhanh chóng. Và cái điều chúng tôi mong muốn mang lại khi quý vị sở hữu bộ sản phẩm này á, là quý vị có được những cái bữa ăn ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đúng rồi, quý vị biết rồi đó, những cái món mà xào á thì cần một cái nhiệt độ rất là cao để cho món ăn của mình là nó nhanh chín nào mà màu sắc nó luôn là đẹp mắt nữa. Thì với cái chiếc bếp điện đôi này thì quý vị thấy không ạ, cái món ăn đã nhanh chín rất là nhanh rồi, và vả lại thì là những cái màu sắc của nguyên liệu của mình nó được giữ rất là đẹp mắt luôn đó quý vị thấy không ạ. Hãy nhanh tay gọi điện thoại về cho tổng đài để sở hữu ngay chiếc bếp điện đôi này quý vị ha. Và bây giờ thì món ăn của mình đã chín rồi, tổng tốt sẽ tắt bếp và chúng ta cùng kiểm tra xem là cái món ăn bên cạnh của mình giờ xem là món gì đây ha quý vị nha. Đây, wow, chúng tôi đã chuẩn bị trước đó là cái món cá kho rất là thơm quý vị ơi, rất là thơm, và nồi thì liên tục quá là sôi sùng sục luôn. Chính vì vậy là quý vị thấy không ạ, mâm nhiệt mình hoạt động rất là tốt với cái dẫn nhiệt bằng kim loại và công suất thì lên tới 1000W, cho nên là món ăn chín rất là nhanh, mặc dù là hồi nãy giờ Cẩm Tú mới chỉ bật đây thôi. Và thêm một điều nữa là một cái chiếc điện đôi của chúng ta đáp ứng nhu cầu rất là tốt ở một điểm đó là chế biến món ăn không có kén nồi nào hầu như là mình cũng nấu được hết quý vị thấy không ạ. Đây là cái món cá kho mà nếu như mà thông thường quý vị thấy không, nồi đất như thế này á thì chúng ta phải có một cái bếp than đó quý vị thấy không ạ. Nhưng mà với chiếc bếp điện đôi á thì chúng ta có thể là chế biến luôn ngay cả cái nồi đất này trên cái bếp điện đôi của mình luôn. Đúng đó rồi. Và quý vị ơi, còn cái thực phẩm thì như thế nào ạ? Đó, nó rất là mềm và rất là nhanh chín luôn. Đó, món cá kho thì cần phải là có một cái độ nóng nè, cũng như là nguyên liệu phải mềm. Mình nấu ở trên nồi đất thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu như mà mình không có bếp than thì như thế nào ạ? Mình không có bếp than thì mình phải có một cái dụng cụ để mà mình có thể dễ dàng nấu bếp. Không có kén chọn thì bếp điện đôi ngày hôm nay thì sẽ giúp cho quý vị từ những cái món xào cần một cái nhiệt lượng cao nè, cho đến là cái việc mà chúng ta sợ là kén nồi thì chúng ta cũng không có còn băn khoăn nữa. Mà từ nay với cái chiếc bếp điện đôi này thì chúng ta sẽ thoải mái dễ dàng hơn khi mà vào bếp. Mà mức chi phí đầu tư thì chỉ có là 699.000 đồng thôi thưa quý vị, đã giảm hẳn là lên tới là 300.000 đồng. Cái mức chi phí 300.000 đồng này chúng tôi nghĩ rằng là quý vị có thể là chúng ta để dành đó để có thể là mua sắm những cái dụng cụ khác cần thiết trong gia đình của mình. Mà bên cạnh đó chương trình còn tặng kèm cho quý vị một bộ dao lên tới là 8 món lận, rất là đẹp mắt luôn. Lên tới 8 món như vậy thì là chúng ta có thể là sử dụng ngay trong gia đình của mình, không thể thiếu trong gian bếp của mình quý vị ha. Những cái món chuyên ngập dầu đó quý vị, nhiệt độ mà không ổn định thì chắc chắn là sẽ bị cháy, cháy bề mặt bên ngoài mà bên trong thì chưa chín. Tại vì quý vị biết là nhiều khi chả giò mình để đông đá đó quý vị, những cái món như là chả cá hay là chả mực mình để đông đá quý vị đúng không, nhiều khi mình để ở ngoài đó quý vị ha, thì chắc chắn là bên trong thì nó chưa có tan hết đá. Mà nếu như mà mình chiên ngập dầu mà với một cái nhiệt độ mà không ổn định á thì sẽ có một cái vấn đề xảy ra là bên ngoài sẽ bị cháy và bên trong á thì chưa có chín đó quý vị. Như vậy thì ăn cái miếng chả giò, chả mực hay chả cá mất ngon đi, và mình lại mất tốn tiền mình mua nguyên liệu đó đúng không quý vị. Chính vì vậy một lần làm thức ăn để ngon, để đảm bảo thì chắc chắn là nó cần những cái dụng cụ nhà bếp hỗ trợ. Với cái bếp điện đôi Hồng Ngoại ngày hôm nay đó, Thanh Trang chia sẻ với quý vị đó, hy vọng rằng quý vị chắc chắn là có thể làm được những món chả giò thơm ngon, và với một cái nhiệt độ ổn định và rất là cao và công suất 1000W như thế này đó quý vị thấy không, rất là nhanh chóng thôi là những cái miếng chả giò đã vàng ươm rồi quý vị ạ. Wow, nhìn rất là đẹp mắt đúng không nào. Đó. Quý vị thân mến, và thêm nữa đó, với cái thiết kế nhỏ gọn như thế này, khung của bếp thì lại làm bằng thép, bằng kim loại đó. Sau khi mà mình sử dụng xong á, lỡ như mà dầu mỡ nó có văng ra ngoài đó thì mình cũng rất dễ dàng để mình vệ sinh, chùi rửa quý vị ạ. Quá là tiện lợi luôn đúng không quý vị. Thưa tất cả quý vị và các bạn, và một cái điều đặc biệt là với cái thiết kế là phía dưới nó có 4 cái chân đế đó quý vị, rất là chắc chắn luôn. Chính vì vậy mà quá trình mà mình nấu nướng mình cũng cảm thấy rất là yên tâm. Với bếp điện đôi chúng tôi mang lại cho quý vị giá trị đó chính là vào bếp là phải có niềm vui quý vị ha. Còn ngoài ra sau khi mình nấu nướng xong á, mình có được những cái món ăn thơm ngon và vừa ý theo mắt mình nè, vừa ý theo cái khẩu vị của từng thành viên trong gia đình của nhà mình nữa. Và cái điều đặc biệt là với bếp điện đôi ngày hôm nay chúng ta không chỉ là thực hiện một món đơn lẻ đâu quý vị ha. Mình tiết kiệm thời gian của mình tiết kiệm điện luôn quý vị ạ. Mình sử dụng và mình nấu luôn cả trên hai mặt bếp luôn quý vị. Như ở đây Thanh Trang đang chuẩn
chuẩn bị, đó chính là món canh quý vị ha. Với một cái món canh như thế này thì chúng ta cũng cần phải nấu nước rất là nhanh, đòi hỏi nhiệt độ cũng phải rất là cao. Và với mặt bếp bằng chất liệu bằng bề mặt bếp gang đó quý vị, thì chúng ta cũng rất là dễ dàng để mà chúng ta nấu được một cái nồi canh rất là nhanh sôi đây. Và điều đặc biệt nữa, với một cái nút điều chỉnh ở phía trên như thế này quý vị nha, đó, mình chỉ cần vặn nhẹ xoay phải hoặc xoay trái, và mức nhiệt độ số 5 là mức cao nhất quý vị ạ. Và nồi nước canh của chúng ta đã sôi rồi, thì chúng ta chỉ cần bỏ rau bỏ cá vào mà thôi quý vị ha. Chắc chắn những ngày nắng nóng, những cái ngày mà chúng ta thi cử, thì chúng ta cần có những cái nồi canh thơm ngon hấp dẫn như thế này. Thì không thể bỏ qua với cái dòng sản phẩm ngày hôm nay, một người bạn trợ thủ đắc lực cho quý vị. Ở trong những cái không gian mà nhỏ hẹp như là các bạn sinh viên nè, ở nhà trọ nè, quý vị thấy không ạ? Nếu như mà mình phải đầu tư một chiếc bếp ga, nó cồng kềnh, thứ nhất là tốn chi phí nè, rồi đúng, những cái bình ga nó lỉnh khỉnh, mà chưa nói tới những cái việc không may xảy ra, ví dụ như là cháy nổ ga, nó rất là nguy hại luôn. Thì thay vì quý vị như vậy thì chúng ta hãy đầu tư, mình thay đổi đi ạ, mình đầu tư một chiếc bếp điện đôi nhỏ gọn như mà chương trình đang giới thiệu cho tới quý vị, đặc biệt là rất là thích hợp cho các bạn sinh viên nè, rồi những cái gia đình nào mà chúng ta có từ 2 đến 3 thành viên như vậy đó, những cái vợ chồng mới cưới là chúng ta ra ở riêng, cần một cái không gian nấu bếp cho nó gọn nhẹ, thì đây là một cái giải pháp mà chúng tôi tin chắc là hỗ trợ cho quý vị rất là nhiều. Đó, chúng ta sẽ có được những cái giây phút nấu nướng thật là dễ dàng, thật là tiện lợi, mà mức giá thì mình đầu tư một lần thôi quý vị ơi. Đúng là rồi, một lần thì chúng ta đã giảm tới là 300.000 đồng. Đó, mức giá hiện tại như thế nào chỉ còn là 699.000 đồng để quý vị mang cái sản phẩm này về nhà của mình để mà sử dụng. Còn bên cạnh đó thì còn một cái phần quà mà chúng tôi nghĩ rằng là hấp dẫn không kém cái sản phẩm chính đâu đó chính là bộ dao 8 món để mà gửi tặng đến cho quý vị, mà giá trị quà tặng thì lên tới là 300.000 luôn. Đó, quý vị thấy không, mà một cái chương trình, một cái sản phẩm mà không thể nào mà rẻ hơn được đâu thưa quý vị. Vâng, thưa tất cả quý vị và các bạn, một chương trình không thể rẻ hơn quý vị nha. Nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài quen thuộc của chúng tôi, số điện thoại đang hiển thị trên màn hình rồi quý vị Tất cả những món xào, những món kho, muốn chiên ngập dầu hay những cái món canh như thế này, chúng tôi thực hiện không hề cảm thấy vất vả một chút xíu nào cả. Và vào không gian bếp của AJ Shop ngày hôm nay cũng cảm thấy rất là thoải mái luôn. Chính vì vậy mà Thanh Trang nghĩ rằng, Thanh Trang, Cẩm Tú mong muốn rằng truyền cho tất cả quý vị một cái niềm cảm hứng khi mà mình vào bếp, nhờ vào chiếc bếp điện đôi ngày hôm nay mà quý vị dễ dàng thực hiện nhiều món ăn ngon quý vị nha. Hãy mua ngay bếp điện đôi quý vị ơi, hãy mua ngay quý vị mang lại cái sự an toàn cho quý vị. Hãy mua ngay bếp điện đôi để mang lại sự tiện lợi cho quý vị. Hãy mua ngay bếp điện đôi để quý vị nấu ăn nhanh hơn, nấu ăn ngon hơn, tiết kiệm thời gian và công sức của mình hơn. Và điều đặc biệt là nó phù hợp với mọi không gian bếp, đặc biệt là những người công nhân xa nhà chẳng hạn. Chúng ta cảm thấy đầu tư với những chiếc bếp khác nó quá là cao đi, hoặc là chúng ta cảm thấy không an toàn khi sử dụng những chiếc bếp ga hay bị rò rỉ, thì chắc chắn với bếp điện đôi cũng là một sự lựa chọn mang lại sự hài lòng cho tất cả quý vị. Vậy thì hãy mua ngay trên AJ Shop ngày hôm nay, mức giá vô cùng hấp dẫn và rất tiết kiệm luôn quý vị Quý vị ơi, phải gọi điện về ngay lúc này thôi bởi vì thời gian phát sóng thì cũng dần trôi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc nếu như mà quý vị bỏ lỡ sản phẩm chính rất là tiện lợi như thế này, và cái bộ quà tặng rất là hấp dẫn, và cái mức mà giảm giá thì lên tới là 300.000 đồng thưa quý vị. Và cái chính sách bảo hành thì lúc nào thì chúng tôi cũng muốn là gửi tới cho quý vị, chính sách bảo hành lên tới là 12 tháng. Sau khi mà quý vị đặt hàng thành công thì tất nhiên là lúc nào AJ Shop cũng sẽ giao hàng tận nơi và miễn phí sắp khắp 63 tỉnh thành quý vị nha. Bếp điện đôi Bờ Đờ 111 công suất 2000W, dễ dàng nấu trên các loại nồi, nồi đất, nồi kim loại hay nồi thủy tinh, không gây bức xạ nhiệt, gây nóng bức khó chịu khi nấu, kích thước nhỏ gọn 47cm x 22cm, phù hợp mọi không gian bếp nhỏ hay nhà trọ chật hẹp, không rò rỉ gây cháy nổ nguy hiểm, giải pháp an toàn cho không gian hẹp. Kiểu dáng sang trọng phù hợp đặt trên bàn tiệc hay bàn khách để nấu trà, sản phẩm bảo hành 1 năm nếu bị lỗi kỹ thuật. Bạn đang cần một giải pháp nấu nướng thật tiện dụng, thật nhỏ gọn và phù hợp mọi không gian và hoàn cảnh khác nhau. Bếp điện đôi Bờ Đờ 111 là sự lựa chọn phù hợp nhất. Ngay bây giờ, mua ngay bếp điện để hưởng chương trình ưu đãi nhất từ AJ Shop. Mua một bếp điện đôi công suất 2000W, giá 999.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng chỉ còn 699.000 đồng. Tặng kèm ngay một bộ dao thép 8 món, gồm dao lớn sắc bén, dao chặt xương cỡ lớn, có dao thái sắc bén, một dao răng cưa tiện dụng, hai dao tỉa đa năng, một rũa mài, một kéo đa năng và một ống dao tiện dụng. Chương trình bán hàng chỉ có trong thời gian quảng cáo, hãy nhanh tay đặt hàng. Tin vui bất ngờ, mua một tặng một chỉ với 699.000 đồng. Wow, mua một được 9 món sản phẩm chất lượng, hãy mua ngay tại AJ Shop.
những giây phút cuối cùng của chương trình rồi. Thanh Trang và Cẩm Tú cảm thấy rất tiếc khi nói lời chào tạm biệt của quý vị. Đã hy vọng rằng quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua đã nhanh chóng nhấc máy và gọi về tổng đài của chúng tôi. Và bên cạnh đó, nếu như quý vị bỏ lỡ dòng sản phẩm này, có thể chia sẻ với những người bạn của mình, những người thân của mình, truy cập vào website asiashop.net.vn, đặt hàng trực tuyến. Hãy nhớ quý vị ở đâu 63 tỉnh thành trên toàn quốc, chỉ cần nói địa chỉ người nhận thôi là Asiashop giao hàng tận nơi luôn. Giờ đây Thanh Trang, Cẩm Tú cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cho sản phẩm kế tiếp trên Asiashop.